Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách tạo size xe để quản lý các thư mục về dự án. Đầu tiên để tạo size xe mình truy cập giúp em vào đường dẫn là cvn seboy com Tiếp tục click vào giúp em là chữ xe Nó sẽ hiển thị cho mình ra hai cái tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên là tạo size và tùy chọn thứ hai là tạo new bot thì ở tùy chọn tạo new post là mình sẽ post các cái bài viết liên quan đến dự án liên quan đến thông tin công ty thì thông thường trước giờ mình hay là post trên các website các fanpage thì mình hoàn toàn có thể post trên các cái xe boy này các thông tin nội bộ liên quan đến dự án các thông tin về quảng cáo công ty hay là các cái thông tin gì đó nhưng mà các cái new post này á nó chỉ có được xem nội bộ trong team của mình thôi nó khác biệt ở đó về cái phần quản lý thư mục dự án trên xe boy á mình sẽ phải tạo size xe boy thì để tạo size xe boy á mình click chuột vào cho em là cái phần là tạo size xe boy nó sẽ hiển thị cho mình hai cái tùy chọn tùy chọn đầu tiên đó là phần team size và tùy chọn thứ hai là cái size truyền thông thì đối với size truyền thông á là cái size này á dùng để là truyền thông giống như là mình thông báo các thông tin hiện giờ giống như là chị thư đang là viết các email liên quan đến là thông báo về các lịch trình của công ty này các lịch trình tổ chức sinh nhật các lịch trình ăn uống nói chung là truyền thông nội bộ á thì mình hoàn toàn có thể tạo một cái site truyền thông này và mình post các cái thông tin truyền thông nội bộ của công ty mình lên thay vì lúc trước hiện giờ mình đang dùng mail thì mình hoàn toàn có thể tạo cái site nội bộ này đối với phần site team site team thì mình dùng sử dụng để làm dự án thì để làm dự án ấy, thì mình hoàn toàn có thể thêm các thành viên vào bên site team này mình có thể giao tiếp với nhau trao đổi các cái thông tin và mình có thể là phân quyền các thành viên bên trong cái site team này thì hiện giờ là mình sẽ ứng dụng site team để quản lý các cái thông tin thư mục bước tiếp theo á, mình sẽ tiến hành là đặt tên sign em sign em á, mình sẽ đặt theo tên là mã dự án của công ty ví dụ như là mình tạo cái phần là dự án là Mitsui thì mình copy cái dự án này cái mã dự án này mình sẽ đặt cho cái tên là signem thì khi mình copy cái cái sign em này á, thì mặc định nó sẽ tạo ra một cái group mail thì thông thường á các dự án trước á, mình sẽ tạo một group mail là bao gồm các cái thành viên tham gia dự án đó thì ở cái sign này á mình thêm tất cả thành viên vào nó hoàn toàn có thể tự động tạo group mail nhưng mà ở bước này á các anh chị không được thêm bất kỳ thành viên nào hết anh chị giữ nghiêng hết để vào cái bước tiếp theo á mình có thể phân quyền được thành viên tránh trường hợp là mình thêm vào á thì tất cả các thành viên nó sẽ có cái quyền giống nhau ở cái phần mô tả thì mình sẽ mô tả sơ bộ về dự án ví dụ dự án này làm cái gì mình mô tả scope sơ bộ ở đây ví dụ như ở đây em nhập nhanh là cái tên dự án này về cái tùy chọn loại xe boy thì nó sẽ có hai cái tùy chọn chính về cái nhóm public hoặc là nhóm private thì nhóm public là tất cả các thành viên trong tổ chức đều có thể thấy sai và chỉ có thành viên là thấy sai thì để tránh là rối loạn các thông tin thì mình nên chọn là private là chỉ có thành viên tham gia dự án hoặc là team đó thấy cái sai đó thôi tránh trường hợp là mình tạo sai public này là quá nhiều sai trên này dẫn đến rối các thông tin nên là chỉ có những thành viên liên quan đến sai này mới có thể thấy sai chọn vào cho em tùy chọn private về ngôn ngữ ngôn ngữ thì nên mặc định là nơi tiếng anh mình hoàn toàn có thể chỉnh về tiếng việt nếu như mình muốn thì ở đây em để mặc định tiếng Anh cho nó gọn cái thư mục thôi Ở cái bước add thành viên này Như lúc nãy em nói á Nếu trường hợp là mình add tất cả các thành viên vào ở cái bước này Thì tất cả thành viên thể có thể là edit View các cái content size Rồi có thể là xóa các file Hoặc là làm tất cả các cái cái quyền Như là size admin Đối với size admin này, đó, là chỉ có cái khác biệt so với sai thành viên là có thể là xóa sai có thể viết các content có thể thêm các cái template và hiệu chỉnh các thông số liên quan đến sai còn tất cả các thành viên member còn lại đều có thể là quản lý các cái file bên trong thư mục document nên ở bước này á mình hoàn toàn không được phép thêm bất kỳ thành viên nào ở bước này nha chị sau khi làm tất cả các cái bước này rồi mình tiến hành là finish thì nó sẽ tạo cho mình một cái size xe boy như này bao gồm các cái coi thư mục ở đây ví dụ trang home này các hợp thoại trao đổi này rồi các cái thông tin về tài liệu các thông tin notebook notebook ở đây là giống như là one note nha anh chị one note nghĩa là mình sẽ quản lý tất cả các cái thông tin liên quan đến dự án các cái thông tin về biên bản cuộc họp hay là các cái thông tin note đều có thể làm theo one note này ví dụ khi mình tạo xong cái size xe boy á thì nó sẽ tạo cho mình một cái cuốn sổ notebook ở đây và mình hoàn toàn có thể quản lý các cái thông tin về notebook các thông tin notebook ví dụ như hiện tại em hay là quản lý các thông tin về notebook này ví dụ như các cái cuộc họp định kỳ các cái thông tin thì sẽ được ghi đầy đủ ở đây các tuần thống kê như thế nào thì mình hoàn toàn có thể là thống kê ở đây và lưu giữ các cái thông tin liên quan đến dự án sau này mình hoàn toàn có thể tìm lại nó dễ dàng hơn về cái thông tin về bay bay thì mình hoàn toàn có thể là post các cái bài thông tin liên quan trên này ở đây mình tập trung chủ yếu cho em là cái phần document cái phần document này á mình sẽ tạo các cái thư mục để mình chứa các cái thông tin dự án trên này thì như lần trước em đã trình bày liên quan đến cái phần quản lý thư mục dự án xe boy thì mình sẽ tạo theo cấu trúc này cấu trúc các thư mục sẽ bao gồm 5 thư mục chính thư mục đầu tiên là vkip thư mục thứ hai review thứ ba là comment and approve thứ tư là publish và thứ năm là achieve Đó là các cái thư mục này á mình sẽ tạo theo đúng coi thư mục này đó là các bước như lúc nãy em hướng dẫn là để tạo xe boy á là mình đã th hoàn thành rồi nè. Tiếp tục đó là các anh chị sẽ tạo cho em đúng theo cái cấu trúc thư mục như này. Thì để tạo đúng thư mục á chọn vào đây. Sau khi mình chọn vào document nè, mình sẽ chọn vào new. Sau đó tạo là folder. Cái này mình có thể tạo trực tiếp trên máy tính của mình, sau đó mình copy qua bên này Hoặc là mình tạo trực tiếp trên cái phần Size này. Thì để cho dễ thì mình có thể tạo trực tiếp trên đây, chọn vào new folder. Sau đó mình đặt cái tên folder ví dụ như đầu tiên là mình tạo folder 01 là VIP. Thì tạo folder thì giống y chang như mình tạo folder trên desktop Thì em phân loại màu theo đúng cái màu mà em tạo trên cái phần xe boy này. Ví dụ như là VIP nó sẽ có màu xanh nè. màu xanh lá, màu xanh dương rồi màu đỏ, rồi màu xanh nhạt và màu tím. Thì mình sẽ tạo thư mục theo đúng các cái màu này. Thì em chọn vào đây. Sau đó tạo tương tự cho các thư mục khác thì mình cứ tạo vậy Chọ, tạo vào new này sau đó tạo folder và nhập các thư mục liên quan ví dụ như thư mục 02 review rồi các anh chị là tạo theo cho em cái cấu trúc thư mục như vậy thì sau khi mình tạo tất cả các cấu trúc thư mục như cái file mà bao boy em có hướng dẫn á, Tạo cho em đầy đủ tất cả các cái thư mục theo đúng cái file hướng dẫn này năm thư mục bên trong năm thư mục nó sẽ có các cái thư mục con và mình sẽ tạo theo đúng cái hướng dẫn này nha em nó tạo tất cả các thư mục này trước bước đầu tiên là mình chỉ tạo cho em đúng tất cả thư mục đó thôi thì ở đây em có tạo cho mình một cái size và đã chứa tất cả các thư mục đó rồi đây là file heritage nè trong sai này nó là chứa tất cả thư mục rồi để tránh mất thời gian thì em lại tạo trước cho các anh chị đầy đủ các cái sai này và các cái sai này đó, sau khi mình tạo xong đó, mình tạo các sai trống đó, và mình sẽ để cái này thành một cái template và khi dự án mới đó, mình chỉ việc là copy cái template này cho cái dự án tiếp theo thôi không phải ngồi tạo lại từ đầu tất cả các cái folder nhớ là khi mình tạo xong một cái sai trống như này đó, thì mình lưu cái sai trống này mình để trống ví dụ như mình đặt cái này là tên là template đi thì sau này tất cả các cái dự án mới mình chỉ việc là copy cái size này sang cái dự án mới thôi tránh trường hợp là mình ngồi mình tạo lại mất cái thời gian này thêm thôi ví dụ ở đây em sẽ copy cho mình một cái size này sang một dự án mới thì để copy các cái size mình vào cho em là cái phần là size hay detect này size này là size template nè. chọn vào đâu của mình sau đó tiến hành là chọn vào năm cái folder này cho em này một hai bốn năm này và tiến hành là copy tu, mình tạo một cái size template mẫu sau đó mình tiến hành copy đi thôi. Trái trường hợp mình ngồi mình tạo lại từ đầu nó mất thời gian lắm. Chọn vào đây, chọn vào size missui này và tiến hành là copy đè vào cái size missui này. Lúc để em tạo mẫu hai cái này, giờ mình tiến hành mình copy đè vào luôn, copy here và sau đó mình trở lại size missui vào document thì lập tức nó sẽ copy đầy đủ các cái thông tin như mình tạo lúc nãy thì lưu ý là khi mình tạo cái này á, mình nhớ lưu về một cái để có cái trống nha tránh trường hợp mình thêm vào mình input các cái thông tin bên trong này nhiều quá đi thì khi mình copy mới công mình xóa thôi mình sẽ tạo một cái size mẫu sau đó mình để dành cái sai đó và mình tiến hành là copy cho tất cả các dự án mà mình quản lý tránh mất thời gian thôi thì sau khi mình tạo xong cái size mẫu này á, mình sẽ tiến hành là phân cái quyền theo đúng cái file slide bar boy này. Ví dụ như ở cái quyền là cái phần là VIP này Nó sẽ có các thư mục này Thì mình sẽ phân quyền như thế nào Và thư mục review này Mình sẽ phân quyền như thế nào Thì em sẽ phân quyền cho mình cái phần thư mục review trước mẫu một cái và tất cả các thư mục còn lại phân quyền giống nhau ví dụ như ở phân quyền review ở thư mục architect thì chỉ có các cái thành viên trong design team là có thể edit còn lại tất cả các thành viên về chủ đầu tư bạc nơ thì không thấy này rồi các cái thành viên ban giám đốc dBM wc team là, là review thì mình vào cái phần review này Mình tạo cho em cái phần là new, hồi nãy em tạo chưa hết á. anh chị tạo ra đầy đủ là sẽ copy qua đầy đủ Ở đây em tạo mẫu một cái thư mục là 01 là architect đi. Để em phân quyền. Chọn vào đây. Để phân quyền được các thành viên, mình nhấn cho em vào nút xe này. Ví dụ như mình muốn là ban giám đốc á là chỉ có thể xem, nhập vào đây ví dụ nhập tên anh Hải, anh Triều gì đó nhập vào đây, nhập tên nha anh chị, nhập tên thì nó sẽ hiển thị ra đúng tên mail thôi. Nhập tên vào đây, thì là chị có thể edit này, chị có thể xem nhé, chỉ có thể xem này. Ví dụ nhập tên anh Hải, anh Triều và mình bấm xem, thì lập tức nó sẽ gửi cái email cho anh Hải và anh Triều theo cấu trúc là có thể xem cái thư mục đó. Muốn thêm các thành viên có thể edit á thì mình chọn lại thì chọn là edit chọn ở đây sau đó mình tương tự mình sẽ nhập tên ví dụ như ở đây là phước có thể edit là thành viên design team á là tất cả các team design ví dụ như ở team mình là có bao nhiêu designer thì mình sẽ nhập vào đây nhưng trường hợp này là ở cái folder kiến trúc kiến trúc á, thì tất cả các cái thành viên kiến trúc thì được phép edit nghĩa là ví dụ như là ở cái nhóm 1 đi thì chữ trung này nghĩa văn trung là được edit này rồi uh, nghiện tiếng mẫn là được edit đó là các thành viên của bộ môn kiến trúc á, là được edit còn lại tất cả các design team khác ví dụ như bộ môn điện bộ môn nước bộ môn kết cấu cơ khí gì đó là chỉ có được xem thôi tránh trường hợp các bạn là xóa file lẫn nhau nên khi phân quyền á là anh chị nhớ giúp em là bộ môn nào thì chỉ có bộ môn đó được phép edit và tất cả các bộ môn còn lại là chỉ được phép review thôi chú ý phần này nha khi mình thêm đủ các cái thông tin đó mình tiến hành nhắn send thì bước này nó hơi phức tạp tí là mình sẽ phân cho tất cả các folder nên sẽ tốn thời gian nên khi mình phân folder nếu mà đi xe tim của mình đó, nó cố định thì mình sẽ tạo đúng một template và mình phân đúng tất cả các folder này sau đó mình tiến hành copy vào bên kia để sẽ tránh mất thời gian hơn nếu trường hợp là mình edit mình sửa một số cái thành viên nào đó họ có thể nghỉ hoặc là họ thay đổi thành viên thì mình vào mình edit mình thay đổi lại chú ý kỹ cho em phần này nhé mình tạo một cái size cho chuẩn sau đó tất cả các dự án sau mình chỉ việc là copy cái sai chuẩn nó đi cho tất cả các dự án tránh mất thời gian là phải ngồi tạo lại cái này và mình than phiền tạo sai nó mất thời gian mình chỉ cần tạo một lần một thôi và mình sử dụng được cho tất cả các cái dự án tiếp theo chỉ việc là edit và thay đổi các cái quyền mà mình mong muốn tương tự cho tất cả các cái folder còn lại là mình sẽ phân quyền theo đúng cái định dạng slide bubble anh triều có gửi cho anh chị đó là theo đúng các cái định dạng slide đó ở cái bước tiếp theo là sau khi mình tạo cái phần size xe boy này Mình sẽ tiến hành là quản lý cái thư mục nó như thế nào Thì thông thường á Thì để quản lý cái thư mục này á Mình có thể lên trực tiếp trên cái web này cvn.seboy.com Đó mình hoàn toàn có thể là truy cập lên cái web này cvn.seboy.com Và mình truy cập vào đúng cái xe boy Mà mình mong muốn xem Chọn vào xe boy này thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái xe boy mà mình được được tạo ở đây được tạo rồi được ép quyền các thứ thì nó sẽ hiển thị ở đây ngoài ra mình có thể là ép cái phần xe boy này vào cái phần là microsoft team của mình để mình xem cho nó nhanh tránh trường hợp mình khỏi lên web này mất thời gian nó có thể ép được vào bên trong microsoft team thì mình tiến hành là mở microsoft team lên thì mặc định microsoft team nó sẽ không có cái phần file này Ví dụ như em tắt cái phần file này luôn đi Thì khi mở Microsoft Teams lên đó Nó sẽ không có cái phần file Mình tiến hành là tìm cái phần file này Mình bim lên cái thanh tết ba này Mình chọn vào cho em dấu ba chấm Sau đó mình gõ vào cái phần này Là cái chữ file Và mình tìm đến cho em phần file này thì nó sẽ hiển thị ra mình phần file sau đó mình nhấn chuột phải và mình pin cái này đi thì sau này nó sẽ có cái phần file này và nó quản lý tất cả các cái file thông qua cái Microsoft Team này thay vì mình phải lên trên web mình search là cvn.saveboy.com thì mình hoàn toàn có thể mở Microsoft Team lên và mình tiến hành truy cập các cái file và các cái xe boy liên quan Ở đây nó sẽ cho mình là cái my file này, my file là các cái file của mình này file mình, mình quản lý qua server của mình rồi các cái file mình được xe này ở đây nó sẽ sắp xếp theo đúng các cái trình tự là ai xe cho mình ngày nào giờ nào xe ở đây và xe những gì mình hoàn toàn có thể là sắp xếp theo folder thì tất cả các folder liên quan được xe cho mình ở dự án nào dự án nào mình hoàn toàn có thể xem ở đây mình có thể sắp xếp lập các cái thông tin mới vào buổi sáng thì mình có thể mở cái Microsoft Team này lên và mình xem thứ là mình có được xe cái thông tin gì mới không và mình cập nhật các thông tin đó để mình tiến hành thực hiện công việc ví dụ như mình muốn vào cái phần là sai mít xuôi lúc nãy nè bấm vào sai mít xuôi nè nó sẽ ra tất cả các thông tin này mình hoàn toàn có thể thao tác trực tiếp trên này không cần lên cái xe boy ở trên kia đâu đó, vào này thao tác trực tiếp bên này và hoàn toàn có thể là upload file lên nè share file copy file đồng bộ file gì đó tất cả các thao tác mình thực hiện qua phần mềm microsoft Teams đó là cách mình đồng bộ dữ liệu cho nó nhanh trong một số trường hợp đó, mình sử dụng bằng cái web này á nó sẽ nặng và nó cập nhật lâu hơn thì mình sử dụng ở Microsoft Team này. Đó là các cái bước cơ sở để mình tạo được là cái phần là quản lý thư mục và xe voi à, Trong trường hợp là mình tạo thư mục nó bị vướng cái gì đó thì em sẽ giải thích chi tiết cho từng anh chị nếu cần giải đáp thêm.